Em chào các bác nhé, em Lâm đây. Lại tiếp tục lên có một em điều hòa Mitsubishi tên lửa. Dòng này thì là gần như là dòng model cao cấp nhất của Mitsubishi rồi. Hiện tại thì model mới thì nó cũng chỉ có chức năng đến vậy thôi. Đấy, máy thì rất là trắng trẻo đẹp trai. Đấy, đầu 40. Con này chạy ra phòng tầm 20m2. Trần cao tầm 3m2 trở xuống thì bao phê cho các bác luôn. Đấy, bốn đá độc lập. Có các chế độ như là AI, cảm biến thân nhiệt, rồi thì tránh quay vào trực tiếp vào người, rồi thì cảnh báo lạnh quá, cảnh báo nóng quá. Lôm na là bản cao nhất của bản Mitsubishi rồi. Đến model bây giờ thì nó chỉ khác một cái vỏ thôi. Còn từ 2018 đến 2022 thì một form như nhau. Đến 2023 thì nó thay thành cái form nhựa sần thôi. Nếu mà để mà đánh giá thì em vẫn cứ thích cái form mặt Mecha này. Bởi vì em nhìn thấy nó vẫn có một nét nào gấu chiến hơn, và nhìn nó vẫn bóng và nó sang hơn được con mặt nhựa sần. Nhựa sần thì nó rất chi là bám bẩn, gần như là một cơn gió qua là nó dí hết bụi lại luôn. Đấy, nó không bóng như cái dòng này. Đấy, nên là muốn có một con nó một vẻ đẹp riêng. Đấy, không phải là đời cao mà em chê, mà nhà em thì đời cao em cũng có, nhưng mà em vẫn cứ thích cái dòng này. Đấy, vì nó là nhựa bóng, nhìn rất là sang. Đấy, tay chân em nó bẩn thì sờ vào thì lát nó sẽ lau lại sau. Đấy, chất máy thì rất là đẹp. Đấy, góc ghiếc này các bác yên tâm là có góc mới thay cho các bác nhé. Lúc nào lắp đi thì là bọn em sẽ gửi góc cho các bác. Nên các bác yên tâm, góc này là góc mới này. Đấy, góc mới. Đấy, yên tâm là toàn bộ là góc mới nhé. Không có xài góc cũ nhé. Nên các bác yên tâm nhé. Đấy, nhờ bác cứ hỏi em là cái góc này nó thiếu, nó xấu. Cứ yên tâm là nó có góc mới cho các bác đây rồi. Không phải lo gì cả nhé. Nhá. Đấy, cục lóng đây. Rất là đẹp luôn. Đấy. Nói chung thì chất hàng đấu thì nó tương đối là đẹp. Đấy, cục lóng thì vẫn là sơn zin 100%. Đấy, rất là đẹp. Còn lóc lóng thì vận chuyển thì nó có xước sát nhẹ thì không thì tránh được. Thì đánh giá tổng quan một con máy, chứ không thể nào đánh giá mà một hai cái khuyết điểm mà các bác đánh giá được. Bởi vì cục lóng này thì vận chuyển thì gần như nó xếp vào nhau, thế nên là không thể bị tránh xước được. Còn riêng cái mặt này các bác yên tâm là nó như là thúy kiều luôn. Đấy, em quay vào tem luôn. Đấy, giá thì lại là giá mùa mưa. Đấy, đây má máy đây. Các đợi chút em lấy led nhá. Sao lại không lấy led này? Rồi, MUZZW4019S đát 2019. Đấy, đem cùng lóng đây. MUZZW4019 chuẩn đầu chuẩn đít nhá. Ăn 1100W. Dòng tải nó đang ăn lên 1200 đây. Đấy, chuẩn chỉ nhá. Đấy, chứ còn không câu chuyện đóng tem đâu. Nếu đóng tem thì thường thường các bác đóng từ đầu 40 đến đầu 56. Bởi vì là đầu 40 và đầu 56 nó như nhau. Đấy, không thể phân biệt được. Đấy, trừ khi là test tải, test công suất này. Nhìn nó ăn dòng thì mới biết được thôi. Đấy, con này cùng lóng nặng 37 cân. Đấy, chạy ga 32, ăn 1.07kg, nghĩa là gần 1 cân mốt ga. Đấy, con này thì vụt cho vòng 20m2 thì bao phê, bao sướng cho các bác luôn. Con này nó chạy rất là buốt luôn. Em rất thích chạy cái dòng tên lửa này, bởi vì là nó chạy gấu, độ lạnh nó rất là buốt so với các cái con khác. Các nhìn này, nhiệt độ vẫn đang xuống đấy, nó chạy rất là buốt, chạy rất là sướng, làm nó sâu lắm. Đấy, khiển thì là dĩ nhiên là khiển mới rồi, gần như là mới tinh. Còn đây là khiển này em dùng test máy, nó cũng giống như nhau thôi. Đấy, để em test máy. Khiển thì có chế độ cân bằng ấm này. Đấy, lên xuống độ ấm này. Đấy, và lên xuống nhiệt độ thì đây, mỗi lần bật thì cái đèn xanh này nó sẽ thay đổi. Đấy, con này thì phun công nghệ rồi, Autolia dọn dàn. Đấy, plasma diệt khuẩn, nói chung là lôm la là công nghệ thì là miên man, bản cao cấp nhất rồi. Đấy, máy thì gồm có tôn khiển zin đi theo máy, nên có cái yên tâm. Đấy, chất máy thì bao có zin đét là đẹp. Đấy, mạnh móc ga quả là bao zin hết, bởi vì mua hàng đấu về lên là gần như ở bên đấy nó chặn ép rồi, cho nên là nó đầy đủ hết rồi mọi thứ rồi. Các bác mua về sẵn là lắp thôi. Đấy, nhiều bác cứ hỏi em là mua điều hòa cũ này nó nạp ga chưa, thì có yên tâm là thợ người ta bắt buộc người ta phải nạp ga vào, dù là hàng đấu hay hàng lô hay hàng mới hay hàng cửa tiệm thì bắt buộc là người ta phải đủ ga thì người ta mới chạy được. Đấy, chứ không câu chuyện mà về nhà các bác nạp ga nó không có đâu. Các bác lưu ý hộ em ấy, không nhiều anh em thợ đến là người ta bịp. Đấy, giờ đồng công nó khó khăn, thợ giết thì người ta nghĩ là đủ trò để người ta vặn tiền. Thế nên các bác cứ yên tâm là tất cả đầy đủ hết rồi nhá. Đấy, các bác mua về sẵn là dùng thôi. Trước này đầu vụ thì các bác phải bỏ ra 24 triệu các bác mới mua được. Bây giờ thì các bác chỉ cần bỏ ra có 18 triệu thôi. Đấy, 18 triệu là bốc luôn em đầu 40 này về.
Còn bác nào mà thích mua đứt bán đoạn ở nhà em thì giá chiếc này là chỉ có 16.500.000 thôi. Đấy. 16.500.000 thôi em Mitsubishi. Đấy, tên lửa đầu 40, vụt phòng 20 m², trở xuống bản vip nhất của bản Mitsubishi rồi. Đấy. Giá có 16.500.000 thôi. Bác nào thích bảo hành 1 năm, lưới 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng đầu thì giá là 18.000.000. Đấy, em cũng báo giá công khai luôn. Đấy, các bác có thể đi so sánh giá cũng như là cân đối giá về tài chính. Đấy, giá quá rẻ luôn. Em nói thật các bác tầm này thì không thể rẻ hơn nữa rồi. Đấy, tầm này thì gần như là bọn em bán thu tiền rồi. Cho nên là các bác mua máy cũng sướng hơn. Đấy, bác nào mà thời gian vừa rồi máy đang đuối mà cần nâng cấp đời thì các bác xúc luôn con này cho em. Sẵn điện 200 luôn. Các bác không cần phải dùng qua đổi nguồn. Nhiều bác có hỏi em là có phải lắp qua hạ điện từ 220V, 240V xuống 200V không? Thì cũng thưa thật với các bác là nó hạ được xuống 200V nhưng mà nó cũng không có tác dụng gì đâu. Cứ để nguyên là chạy nó khỏe. Bởi vì là máy nó cho chịu điện áp lên 280V. Vì điện áp Việt Nam mình có cao lắm, chỉ 240V thôi. Thì vẫn dư được 40V, cho nên là yên tâm là không sợ quá tải đâu. Mà chạy như vậy nó còn khỏe hơn. Lắp cái hạ điện vào thì nó cũng chả giải quyết được gì mà máy nó chạy yếu hơn. Mà ngày xưa thì em nói thật với các bác, trước đây năm cách đây 5 đến 7 năm về trước, 6 năm về trước bọn em bán máy làm gì có cái hạ điện đi đâu. Bây giờ có thì các bác sinh ra các bác bán để lấy thêm tiền. Thế còn trước lắp bao nhiêu năm nay đã sao đâu. Bản thân nhà em cũng dùng cái điều hòa hàng chục năm nay đã vấn đề gì đâu. Có dùng cái hạ điện nào đâu. Đấy, cho nên là nói vậy để các bác hiểu nhá. Cái câu chuyện mua hay không mua thì theo em nó không giải quyết được cái gì. Phí tiền rồi. Đấy, nhiều bác điện yếu đang 210V, hạ bố xuống 30V còn 180V nạ không chạy được. Cho nên là theo em tốt nhất là không nên mua. Đấy, phí tiền rồi. Đấy, còn em bán thì em đã bảo hành cho các bác thì bác lo cái gì. Đấy. Bác nào lấy thì cứ alo em hai số điện thoại này. 0975 360 433, dưới là 0377996066, thì cả hai số này em dùng Zalo nhá. Em chào các bác nhá. Bảo lấy thì alo em. Đấy. Và các bác yên tâm là nhà em ship hàng toàn quốc rồi, ở đâu cũng ship được hết. Cho nên là các bác cứ yên tâm. Đấy, kết thì cứ alo cho em thôi.